Ai đẽo đá để thành tam cốc, ai khơi nguồn để có Tràng An. Thuyền lướt nhẹ bồng bềnh mấy núi, mái chèo cua sóng nước mênh mang, ngỡ như lạc cõi thiên đàng, vừa qua hang tối bàng hoàng màu thu. Lượn thuyền theo mái chèo xinh, đón đưa du khách đắm mình cảnh quan. Hẹn nhau về với Tràng An, để bao nỗi nhớ xưa càng vấn ngày 23 tháng 6 năm 2014 tại Doha, với sự đồng thuận tuyệt đối của Ủy ban Di sản Thế giới, quần thể danh thắng Tràng An chính thức trở thành di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam khi đáp ứng cả hai yếu tố nổi bật về văn hóa và thiên nhiên, cũng là địa danh được đầu tư để trở thành một khu du lịch tầm cỡ quốc tế. Hẹn nhau về với Tràng An, để bao nỗi nhớ xưa càng vấn chân.